các bạn chào mừng các bạn đến với kênh đinh Lăng food and horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha nhưng mà hôm nay cũng phải là ngày kể chuyện ma của tân mà là ngày tân được ốp một ngày nhưng mà tân vẫn quay video clip à, vì hôm nay là ngày 23 ngày đưa ông táo về trời thì à, cũng là cái ngày mà ekip à, ngưng mọi công việc à, để về quê và ngưng buôn bán tất cả mọi thứ à, ngày mai tân vẫn kể chuyện tiếp à, ngày mai tân có thời gian nhiều lắm Ha, Tân sẽ làm những cái video clip mà trả lời những câu hỏi mà các bạn gửi về cho kênh, cũng như là kể những câu chuyện ma cho các bạn nghe trong cái thời gian mà à, chúng ta đang nghỉ Tết. Thì ai có điều kiện thì có thể vào nghe, còn ai mà vui chơi với gia đình thì cứ việc vui chơi bên gia đình ha. Thì à, thật sự ra hôm nay là một cái ngang, một cái clip để mà trải lòng à, suốt thời gian qua làm video clip kể các bạn nghe, thì Tân có rất nhiều kỷ niệm à những kỷ niệm cùng các bạn những kỷ niệm buôn bán và những người bạn ở bên ngoài nữa thì à, năm nay là năm thành công nhất à, năm thành công nhất là vì sức khỏe mình nó tốt lên và tân giảm được à, một cái trọng lượng nó đáng kể thì thật sự ra mình vẫn bụ bẩm vẫn mập chứ mình cũng không phải là mình ốm quá và nhưng mà ít ra đi nữa thì mình đã ốm rất là nhiều so với những cái lúc mà mình à, hoặc là mụ mị trong đồ ăn Trong suốt cái thời gian mà mình à, kể chuyện mà mặt mình nọng ra Thì hôm nay mình rất là tự tin mình ngồi trước mặt các bạn à, Trong cái tâm thế là mình gọn hơn một chút xíu Nhưng mà một chút xíu đối với mình nó cũng là quá kinh khủng rồi Đó, đã, đã cố gắng rất là nhiều Thì qua năm là Tân lại sẽ tập à, tiếp để xuống Cái trọng lượng mà Tân mong muốn Thì à, sẽ có nhiều điều mới nữa trong năm sau mà Tân chuẩn bị, Tân làm Thì à, năm nay à, Tân vẫn chưa có triển khai được Những cái chuyện mà mình đi review à, Vì thứ nhất là Tân cần phải chạy quen chiếc xe Mà mình mới à, lên trên đó Mình phải chạy quen chiếc xe cái đã Còn mình chưa quen xe, mình vừa nói chuyện Mình vừa chạy thì rất là nguy hiểm nha các bạn Bên cạnh đó thì Thật sự ra Tân đã có một cameraman À Thì mới ký hợp đồng vào ngày À, hôm qua thôi là mới lên nói chuyện Là nếu được sẽ ký hợp đồng à, Nhưng mà ngày hôm qua là nói chuyện khá là thân với nhau rồi Thì Tân mong rằng bạn ấy có thể về và cộng tác cái Tân lâu dài à, Bên cạnh đó Thì năm nay là năm mà Tân có được nhiều fan mới Phải đó là bất ngờ à, Mình không có nghĩ rằng là mình có được một cái thành quả là có nhiều fan yêu thương mình và mới như vậy à, Kế tiếp nữa là mình cũng có được một cái nơi mới để mà kể chuyện cho các bạn Thì nhiều bạn hỏi rằng là uh, Khi nào Linh Thú ra? À đây là một câu hỏi mà các bạn chờ đợi rất là nhiều Thì năm sau Linh Thú sẽ có để mà đến tay các bạn uh, Hiện tại bây giờ ekip của Tân vẫn đang làm 3D Và sau đó là sẽ làm hình mẫu sau khi có hình mẫu và tất cả các cái thì bên tân sẽ mới sản xuất những cái đầu tiên để quay quảng cáo và bắt đầu đưa ra hình ảnh để các bạn có thể xem thì mong được các bạn ủng hộ trong thời gian sắp tới à, thì mình chưa có thể bật mí bất cứ điều gì đây là một trong những cái bí mật mà doanh nghiệp mình không thể nào mình nói ra trước cái cái mình đang làm tại nó nói trước là bước không qua thì à, hôm nay tân cũng sẽ trả lời một số câu hỏi gần nhất mà các bạn gửi về fanpage trong cái thời gian vừa qua thì à, hồi nãy à, cũng nhiều chuyện lướt lướt qua coi thử thì có bạn làm tên là nguyễn linh như à, đây là bạn nguyễn linh như thì bạn hỏi là câu hỏi nhiều lắm à, tân cho mình hỏi cương thi thường có văn võ vậy cương thi nữ vợ của vua hoặc là đó. Có cương thi nữ, vợ vua hoặc là vua không? Thì à, thật sự mà nói ra cương thi là một trong những đề tài của người Hoa. Thì các bạn đã thấy rồi đó, à, cũng có những cương thi là nữ. Đó, thì bạn coi những cái phim mà của chú Lâm Chánh Anh ngày xưa. Thì các bạn thấy là những người nữ thì họ thường có một cái duyên châu định thân. Duyên châu định thân này là khi cái người hoàng hậu hoặc là cung phi đó chết thì vua sẽ ban tặng và bỏ vô trong miệng thì được biết là cái xác nó sẽ không bao giờ thối rửa nhưng mà một khi những cái người đạo mộ ngày xưa đó ăn cắp mộ đó họ vào trong đó họ lấy cái viên châu nó ra thì cái xác nó sẽ thối rửa và nó thành cương thi mục đích cương thi của trong phim hồng kông hay là cương thi nữ hay là những bà hoàng hậu thì cũng giống như những cô gái bây giờ thôi là muốn làm đẹp tự nhiên người ta chết đang đẹp mà vô lấy cái đồ định thân của người ta ra để cho người ta hả xấu xí thì đi theo giết là chuyện bình thường thì cương thi nữ là có nha bạn nha và câu hỏi của bạn bạn hai câu hỏi lận à, tân cho mình hỏi cúng ma à, cúng đồ cúng cho ma ăn thì bị hôi thiêu À, sao cúng cho ông bà hay thần thì thức ăn không bị hôi thiêu à, ma thì mất cúng nha bạn à, ma thì không có cúng tại vì thứ nhất ma là không có hợp pháp trên cái phương diện tâm linh là ma không bao giờ hợp pháp hết ông bà của mình đó là khi mất đi là có con cháu đưa tiễn là có tụng kinh có thần linh người ta chứng giám và thần linh thì tất nhiên người ta hưởng à, cái hương cái hương cái hoa mà mình mới đi mua nhang thì cái nhang mình là những cái hương để mà cái đồ ăn được dưng kính lên, ông bà dưng kính lên thần tiên. Còn ma là những linh hồn mất đi rồi nhưng mà họ không chịu siêu thoát. Họ tồn tại trong nhân gian để mà họ thực hiện những cái hoài bảo mà họ chưa thực hiện. Và đôi khi họ tu luyện thành quỷ và họ nhập vô người khác. Cho nên họ không có hưởng hương hoa, là hương nhang như là người khác. Mà họ ăn đồ ôi thiêu để cái mùi ôi thiêu người ta dục ra ngoài đường từ đó mà cách gọi là cái ma khí âm khí của họ nhiều thì khi mà họ tới gần thịt hay là bất cứ cái đồ cúng nào nó cũng sẽ ôi thiêu hết cúng cho ma là thật sự đã hoàn toàn là không có cúng ma là chỉ có một cái bàn tiệc gọi là đúng nghĩa nếu mà thầy pháp ta tới ta đã để cái bàn gọi là bàn cúng thôi nhưng mà để nói chuyện chứng yểm chứ không phải cúng ngồi nhậu nhẹt như bạn bè đâu ha không có gọi là cung kính ông bà là cung kính thần tiên là cung kính là những người có công cán trong cái thời họ còn sinh thời hai bạn ha, rồi đây là bạn bạn bằng như, à, tân trả lời uh, bất chợt thôi. À, tại những ai mà hỏi thì tân cũng có hứa là để uh, anh làm clip. Đó, nhưng mà bây giờ thì uh... <laughs> thời gian mà tết mà, cho nên mà mình phải uh, trả lời luôn. đa số là các bạn mua chầm rất là nhiều. Đây, bạn này cũng là tên là Như Ý Phạm. Bạn hỏi nè, em có một thắc mắc muốn nhờ anh tân giải đáp giúp ạ. À? chuyện là nếu một người bị dông ma quỷ nhập vào để gây ra chuyện xấu ví dụ như giết hại người khác thì người nhập đó người bị nhập đó có mang nghiệp tội không ạ? À? thì thực ra mà nói các bạn à, đây là một trong những đề tài dài à, nó mới ngắn cho nên mình không thể nào mà trả lời bạn như ý phạm à, bằng tin nhắn được khi mà mình bị nhập á thì bản thân mình không có biết thì không có biết thì không có tội à không có biết thì không có tội à, tại vì mình không có biết và thường ma quỷ thì bạn biết tại sao bạn sợ thứ nhất là họ nhát bạn với những mục đích khác nhau họ nhát bạn là để bạn đừng có xâm phạm vào cái nơi mà họ chết có nghĩa là họ không thích bạn không có tiếp bạn trong nhà của, của họ hai là bạn đi vào trong nhà của họ thì họ cảm thấy ghét họ bắt hồn của bạn để bạn phục dịch cho họ à và ma quỷ nó cũng có khung giờ và cái cụm khu vực hoạt động của nó. Chứ không phải là nó nhập vô người khác nó đi hại người ta. Nhập vô người khác đi hại người ta thì nhân duyên trời định, thần tiên cũng đi lại rất là nhiều. Thì một khi mà thần tiên đi lại nhân duyên trời định thì sẽ gặp một người thầy Pháp. Thì người đó sẽ trừ nó ngay lập tức. Cho nên cái chuyện đó chắc chắn là cái người bị nhập ta không có tội trừ một trường hợp. Là cái người đó cố tình cho nhập. Thí dụ như vợ nhớ chồng quá. Cho chồng nhập vô trong người Và sau đó là đồng tình Cái chuyện mà người chồng nhập vô trong người Rồi đi làm chuyện ác Thì là chuyện khác nha bạn nha Thì chắc chắn là cả hai vợ chồng nó đều có tội Thì ở trong cái uh, Lịch sử đã có nhiều rồi Chứ không phải là không có Nhưng mà không có nằm uh, Ở trong cái dạng mà người ta kể chuyện mà nghe cho nó đã uh, Có rất nhiều người uh, Khi mà chồng hoặc là vợ Ông bà, cô, chú, anh chị, những người thân yêu Họ mất đi, họ tu luyện họ tu luyện để họ giữ cái hồn của người đó lại rồi sau đó họ cho cái hồn nhập vô cơ thể họ để từ một người bình thường họ trở thành một người có cái năng lực nhìn được quá khứ tương lai hoặc là lắng nghe xa gần sau đó họ đi làm những cái chuyện xấu họ kiếm tiền bằng tâm linh thì những người đó rất nhanh chóng trả giá thì giống như một căn nhà của mình một căn nhà hai phòng ngủ có thể chứa được tổng cộng là bốn người nhưng mà tự nhiên một ngày bạn dẫn nguyên một con voi vô trong cái nhà Hai phòng ngủ thì tất nhiên là nó sẽ không thể nào nó phù hợp được và Con voi nó nó không thể nào mà nó sống được trong căn nhà đó Nó sẽ quậy Nó đập phá thì giống bạn tưởng tượng giống như căn nhà là cái nội tạng của bạn vậy đó à, Cơ thể bạn đó Bạn cho một cái linh hồn nó không vừa dặn nó vào trong đó Nó sử dụng những cơ thể trong đó Thì tất nhiên là nhanh chóng bạn sẽ bị bệnh Đủ thứ chuyện hết Thì tâm linh nó là như vậy Tân thì Tân rất là muốn có thời gian để mà gọi là giải thích những cái câu chuyện cho các bạn nghe Thậm chí là mình phân tích những câu chuyện ma mà fan gửi về Đây là một trong những đề tài các bạn rất là thích à, Các bạn muốn được phân tích kỹ và và gọi là nó nhiều hơn để các bạn có thể hiểu hơn về tâm linh Hoặc là trả lời những câu hỏi giống như vậy đó. mà rất là tiếc là thời gian của tân không có nhiều thì qua năm tân sẽ toàn tâm toàn ý tân cố gắng tân dành à, cái thời gian của mình để có thể mà à, mình giải thích mình kể các bạn nhiều hơn thì à, hôm nay là một ngày rất là vui <laughs> một ngày rất là vui là mình đưa ông táo về trời nhà nào cũng sẽ cúng kiến rồi này kia hết và tân à, thay mặt ekip của tân đầu tiên là có những gì thiếu sót trong năm về buôn bán xếp hàng hay là về mọi cái mà trả lời tin nhắn rep tin nhắn hay là về việc làm yêu clip hoặc là tân nói chuyện trên cộng đồng và có gì đó còn thiếu sót thì xin các bạn thương và bỏ qua dùm cho ekip và tân và thứ hai nữa là ekip rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ để cho ekip và cả tân nữa À, có được một cái ngày tết vui vẻ bên gia đình và một cái video clip à, của tân được các bạn đón nhận nhiều thì là tân cũng có rất là nhiều à, người bạn mới à, đến trong năm nay thì đó là cái niềm vui rất là lớn đối với tân và cả ekip nữa thì à, năm cũ nó đã chuẩn bị đi qua thôi <laughs> chuẩn bị đi qua thì mình sẽ đón một cái năm mới theo cái tết truyền thống người việt mình đúng ra thì mình đã đón năm mới rồi nhưng đây có lẽ là một cái tết mà có nhiều điều suy nghĩ nhất từ trước đến giờ thật sự chúng ta có quá nhiều điều suy nghĩ mà cái tết năm nay chúng ta phải đón nhận thì thôi những ai à, vui thì hãy vui trọn vẹn với mình và với những bạn bè bên gia đình mình còn những ai mà có những cái gọi là à, chưa vui lắm vào cái mùa dịch thì mình cố gắng mình nghĩ về những điều tốt đẹp mình vượt qua và mình đi tiếp với con đường của mình hai các bạn ha thì từng chia sẻ điều đó với các bạn và chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng mọi người mọi nhà đều có thật nhiều niềm vui và đặc biệt quý nhất năm nay chúng ta thấy là gì sức khỏe sức khỏe các bạn ông bà cha mẹ đều khỏe hết mọi người được ở bên nhau đều được xung vầy với nhau là tân vui, ekip tân vui và các bạn cũng vui và mong rằng ngày mai những video clip tâm sự và những câu chuyện ma của ngày mai được các bạn đón nhận à, tân chọn ngày 23 Tết ngày hôm nay để mà tân làm cái clip để nó kể nói các bạn nghe những cái tâm tư à, trả lời mà hai câu hỏi à, của các bạn à, để mà chúng ta biết được rằng là cái lịch mà tân kể chuyện như thế nào và ông ta tổng kết lại một cái năm à, được những thành quả gì thì thật sự năm nay mình bị 4 tháng không có thành quả gì hết. Ha, cho nên là cái tổng kết mình nó rất là ngắn ha, nhưng mà ít ra thì năm nay mình giảm cân được nè tình bạn giữa mình và túy à, kháng khích hơn có những người em người bạn mới trong năm và có được những cái điều mà à, mình mơ ước mình thực hiện được thì mình mong rằng vào năm sau tụi mình còn có thể làm được những điều à, tốt hơn đẹp hơn và các bạn cũng đều làm được những gì mình mơ ước ha thì bây giờ bye, bye. à, hẹn gặp lại các bạn với những câu chuyện ma vào ngày mai. Bye bye.